Rania, hoàng hậu không tuổi và hôn nhân viên mãn suốt 2 thập kỷ với vua Jordan. Rania Al Abdullah, nữ hoàng Jordan, vợ của vua Abdullah II, có thể nói là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Bà được vinh danh là người phụ nữ Ả Rập hiện đại nhất vì những cống hiến trong vai trò là một nhà giáo dục, nhà vận động nhân quyền, biểu tượng thời trang và ngôi sao truyền thông xã hội với vẻ ngoài không chê vào đâu được. Ngoài danh tiếng là nhà lãnh đạo và người ủng hộ toàn cầu, nữ hoàng Rania đã khéo léo tận dụng nền tảng công nghệ để mở rộng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bà có tài khoản Twitter 10,6 triệu người theo dõi và Instagram 4,5 triệu người theo dõi, trang Facebook 16,6 triệu người theo dõi và thậm chí đã ra mắt kênh YouTube của riêng mình 81,4 nghìn người theo dõi. Vào năm 2008, để lan tỏa thông điệp về sự khoan dung tôn giáo và đối đầu với định kiến về người Hồi giáo và Ả Rập, là một biểu tượng thời trang, bà thường xuyên được xuất hiện trên các tạp chí như Marie Claire và Glamour. Hoàng hậu Rania đã đạt được sự cân bằng tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống của Jordan, đồng thời thúc đẩy cải cách và cởi mở hơn. Bà mang đến cho Jordan một hình ảnh tích cực với phụ nữ trong thế giới Ả Rập. Hoàng hậu là bằng chứng cho thấy sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở các địa điểm du lịch và truyền thống mà còn ở con người. Bà được coi là một trong những phụ nữ xinh đẹp và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Không thể phủ nhận, Hoàng hậu Jordan sở hữu thần thái đẳng cấp một phần nhờ những bộ quần áo đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bản thân bà không toát lên phong thái của riêng mình. Có thể nói, vẻ đẹp của Hoàng hậu Rania không chỉ nằm ở những món đồ đắt tiền hay lớp trang điểm cầu kỳ, mà nó toát lên từ phong cách sống lạnh mạnh và điều độ của bà. Bên cạnh nhan sắc không tuổi và tài năng hiếm có, Hoàng hậu Jordan còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân bền vững suốt 2 thập kỷ với vua Abdullah II bin al-Hussein. Hoàng hậu Rania Al Abdullah sinh ra tại Kuwait. Bà chỉ là một cô gái Palestine bình thường có cha làm bác sĩ nhi. Rania từng làm việc tại một công ty máy tính ở Jordan nhưng nhanh chóng nghỉ việc bởi không được lên chức quản lý như mục tiêu ban đầu. Chính sự thay đổi công việc này đã tạo ra cơ hội gặp gỡ giữa cô nàng lọ lem và chàng hoàng tử. Khi chuyển sang làm nhân viên tại ngân hàng Citibank, Rania đã tình cờ gặp mặt Thái tử Abdullah bin al-Hussein trong một bữa tiệc. Bà nhớ lại, chúng tôi gặp nhau trong một bữa tối với những người bạn chung của chúng tôi. Vào đầu năm 1993, anh ấy có nụ cười tuyệt vời và có khả năng truyền năng lượng tới mọi người xung quanh. Chúng tôi đã rất hợp nhau. Về phía Thái tử Hussein, ông đã cảm mến cô nhân viên xinh xắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi họ đến với nhau tự nhiên và nồng nhiệt như thể số phận đã an bài. Đáng nói là trước khi có cuộc gặp với Thái tử Jordan, Rania đã có đối tượng kết hôn nhưng bà lại không thể cưỡng nổi tiếng sát ái tình. Họ giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Thái tử Abdullah và Rania đính hôn chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Vào năm 1993, bà của Abdullah là nữ hoàng Zain al-Sharaf đã yêu cầu được gặp cô gái sẽ cưới cháu trai mình. Không ngờ chỉ sau lần tiếp xúc đầu tiên, nữ hoàng đã phải thốt lên, cháu là viên kim cương sẽ được thêm vào gia đình Hashemite. Và gói gọn trong năm đó, sau 6 tháng quen biết, Rania đã chính thức bước chân vào hoàng tộc Jordan như một câu chuyện ngỡ chỉ có trong cổ tích. Mặc dù thời gian yêu nhau ngắn ngủi nhưng Rania và Abdullah có một cuộc sống hôn nhân rất viên mãn. Họ hợp và hiểu nhau đến lạ lùng. Sau sự ra đi đột ngột của quốc vương Hussein bin Talal vào năm 1999, Abdullah kế vị vua cha và Rania bất ngờ lên ngôi hoàng hậu, trở thành nữ hoàng trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 28. Điều ít ai ngờ đến từ một cô gái trẻ với xuất thân bình thường bỗng chốc trở thành vợ của vua lại có thể thích ứng nhanh với vị trí mà mình phải đảm nhận như vậy. Rania thông minh và bản lĩnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Bà không những thực hiện mọi trọng trách của một nữ hoàng ở độ tuổi quá trẻ, mà Rania còn tìm được đường vào trái tim của người dân Jordan qua một loạt những việc làm từ thiện hữu ích cho cộng đồng. Quan trọng hơn cả là sự sát cánh trong mọi hoạt động, sự kiện của cặp vợ chồng chênh nhau đến 12 tuổi này. Nhìn những ánh mắt tình tứ mà họ dành cho nhau trước công chúng là đủ biết cặp vợ chồng ấy hạnh phúc đến thế nào. Là bộ mặt của hoàng gia, gu thời trang của Rania luôn được giới truyền thông để mắt, nhưng bà lại bình thản đưa ra quan điểm. Đối với tôi, thời trang không phải là chạy theo xu hướng mới nhất, mà là phương tiện để bạn thể hiện bản thân. Sẽ có ý kiến nhận xét về trang phục này hay trang phục khác mà tôi mặc, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý vào bài phát biểu của tôi, bởi những gì tôi nói quan trọng hơn những thứ tôi trưng diện. Người đàn bà chính thức trở thành cánh tay phải của chồng dù ở vị thế cao quý, nhưng lại thể hiện tình cảm một cách chân thành lại vừa mộc mạc. Vào ngày kỷ niệm 22 năm cưới nhau, không phô trương cầu kỳ, quốc vương Abdullah và hoàng hậu Rania đánh dấu ngày trọng đại của họ theo một cách rất riêng. Bà mẹ của 4 đứa con chia sẻ niềm vui, 22 năm trôi qua và trái tim em vẫn thổn thức, thật may mắn khi được ở bên anh, chúc mừng kỷ niệm, hoàng thượng của em, cùng bức ảnh bà đang ngắm nhìn chồng âu yếm. Không những thế, Rania còn rất biết nịnh chồng một cách bài bản lại khiến bao người ghen tị. Bà liên tục đăng ảnh lên Instagram, những dòng chú thích rất ngắn gọn như: anh ấy luôn biết làm thế nào để tô điểm cho ngày mới của tôi tươi đẹp.
vừa là cách để Rania khoe bó hoa chồng tặng, lại vừa như lời cảm ơn. Có mấy bà vợ bận bịu nào mà tinh tế được như thế? Đó là về phương diện tình cảm. Còn đối với những hoạt động xã hội hay những công việc mà một nữ hoàng cần làm, khi được khen ngợi, Rania đều khéo léo trả lời rất khiêm tốn và luôn biết cách tôn chồng mình lên. Với sự hỗ trợ của quốc vương, tôi đã cố gắng làm hết sức mình cho đất nước và nhân dân. Đó là câu nói quen thuộc của Rania trong mỗi bài phỏng vấn. Đặc biệt, người phụ nữ này còn dành rất nhiều thời gian để tự chăm sóc các con của mình. Bà thổ lộ, thật khó để đảm bảo tốt mọi việc cùng một lúc, chúng tôi đang cố cân bằng. Nhưng những gì bà làm được, dù là cho gia đình hay xã hội, thì đều khiến ông chồng đáng kính nể phục. Chia sẻ bài học sau hơn 2 thập kỷ kết hôn, Rania đúc kết, hôn nhân đã dạy tôi không có gì có thể hỗ trợ bạn tốt nhất bằng chính mối quan hệ của những người trong một gia đình. Cuộc sống đôi khi sẽ đem đến cho bạn những khó khăn bất ngờ, những điều tồi tệ đáng tiếc, nhưng chỉ có tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện của gia đình mới có thể giúp bạn tiến lên. Abdullah là người bạn thật thà làm tôi tin tưởng nhất, là tri kỷ, tâm giao, là hình mẫu lý tưởng. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn và biết ơn anh ấy mỗi ngày. Điều kỳ lạ là so với ngày đầu kết hôn, Rania không những già đi dù sinh nở nhiều lần mà bà còn trẻ và đẹp hơn độ tuổi thật của mình. Thế mới biết đàn bà hơn nhau ở tấm chồng thời nào, tầng lớp nào cũng vẫn là chân lý khó thay đổi.